Hello tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em một bộ cấu hình karaoke trị giá là ngoài 24 triệu một chút. Bộ cấu hình này thì rất là khỏe và đang vẫn còn thừa kênh anh em nhé. Vẫn còn thừa kênh, sau anh em có thể nâng cấp thêm loa. Thì với một bộ cấu hình này thì để đầu tiên em giới thiệu với anh em là em có sử dụng một cặp loa KT12 anh em nhé. KT12 một dòng loa được nâng cấp của bản cũ. Đó, đây là bản cũ anh em nhé, bản cũ đây. Và đây là bản mới này sẽ nâng cấp của bát của chép. Anh em sẽ, nếu mà đăng ký kênh của bên em thì anh em cũng sẽ xem được rồi. Nâng cấp cái củ bát, củ neo anh em nhé. Tất cả đều neo hết, bát neo và chép neo. Đó, cho tiếng rất là chắc gọn và tiếng chắc rất là nảy anh em nhé. Nói chung là hát rất, tiếng rất là sáng và có thể lời hát của mình rất là bay xa. Cặp loa này hiện tại em đang là 10 triệu bao ship anh em nhé. 10 triệu bao ship. Anh em có thể nhìn qua cái lớp sơn của nó rất là đẹp đúng không ạ? 10 triệu bao ship anh em nhé. Và tiếp theo thì với dàn máy thì ở đây thì em đang dùng thừa công suất, có nghĩa là với con F7409 này, dừng nhạc đi em. Với con F7409 này thì hiện tại em đang bán với giá là 8.3 triệu bao ship anh em nhé. Thì với con F7409 này thì có thể đánh được mỗi một kênh, có thể đánh được một cặp bắt 30 anh em nhé. Mỗi kênh có thể đánh được một cặp bắt 30 và mỗi một kênh này có thể đánh được một xúc 50 anh em nhé. Đấy, thì ở đây thì em đang ghép mỗi một chiếc 30 vào một kênh của F7409 thôi và vẫn còn thừa hai kênh anh em nhé. Vẫn còn thừa hai kênh thì sau anh em với bộ cấu hình này thì sau anh em có điều kiện anh em có thể nâng cấp thêm anh em nhé. Có thể nâng cấp thêm thì với một combo này thì giá rất là bình dân cho anh em thôi. Còn vang D5 có hai giá, 4 triệu 1 bảo hành 3 năm và 3 triệu 7 bảo hành 1 năm anh em nhé. Con này thì sẽ cài sẵn cho anh em là 4 chế độ và anh em có thể chỉnh Eco Revert độc lập. Rất là dễ dàng, anh em chỉ việc ấn vào là anh em chỉnh được Eco, ấn vào là anh em chỉnh được Revert. Đó, rất là đơn giản thôi anh em nhé. Đấy, chỉnh Mic EQ và Music EQ, con này chỉnh tay cực kỳ tuyệt vời, dễ dàng. Đó, sẽ tặng điều khiển cho anh em nhé. Con này chỉnh máy tính, tích hợp phần mềm bên trong. Thì không bao giờ anh em sợ phải không có phần mềm anh em nhé. Con này sẵn phần mềm bên trong rồi. Và giá của nó đang rất là tốt. Nếu anh em bảo hành 1 năm thì chỉ có 3 triệu 7. Bảo hành 3 năm thì sẽ là 4 triệu 3 anh em nhé. À 4 triệu 1 anh em nhé. Thì với một combo như thế này thì em có sử dụng mic là U705S. Với bộ mic U705S này thì nó đầy đủ các chức năng hiện đại nhất bây giờ, đó là dò sóng sạch, cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt. Và quan trọng nhất là tiếng mic của nó rất là sáng và không bị vỡ tiếng. Rất là sáng, không bị vỡ tiếng. Và tiếng mic rất là dày, những giải trung rất là dày anh em nhé. Thì anh em có thể tham khảo với cấu hình ngoài 24 triệu này ở bên em. Thì với một cấu hình như thế này thì anh em có thể thấy là có thể nâng cấp được. Sau anh em có thể nâng cấp được 1-2 đôi loa nữa là bình thường. Và nâng cấp thêm súp hơi nữa là bình thường anh em nhé. Đấy, thì ok, anh em cùng đeo tai nghe. À, bên em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe cái bộ cấu hình ngày hôm nay. Với bộ cấu hình ngày hôm nay thì như anh em cũng thấy rồi thì cũng rất là ok đúng không ạ? Anh em đeo tai nghe cảm nhận. Bên em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe trực tiếp luôn. Anh em có thể nghe thấy cái chất âm của nó rất là sạch đúng không ạ? Rất là sạch. Quân có thể alo lại. 6789 tư đường mình gặp lại nhau, vẫn vẫn ánh mắt chúng ta nhìn nhau như ngày nào, vẫn vẫn câu nói anh giờ ra sao, vẫn vẫn câu nói giờ anh thế nào. Ngã tư đường mình gặp lại nhau, câu hỏi cũ em hỏi anh ngày nào, anh vẫn còn yêu em phải không? Anh không trả lời, làm gì chỉ biết gì em. Câu trả lời chắc em biết được, sao hỏi anh làm chi em ơi. Anh vẫn là anh như ngày nào, yêu một người không dễ quên được đâu. Trên bầu trời cơn mưa bất chợt, sao hoa chung bao niềm đau anh
em nghe nhau, trời mưa vẫn rơi. Thôi chào em phải đi rồi. Rồi ok. Mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy là cái chất âm tiếng mic rất là sạch anh em nhé. Rất là sạch sẽ, sáng, rất nảy. Thì anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất bên em để nhận những video mới nhất anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau.